Hello anh em, Táo Bóng TV đây. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với cuộc đọ sức giữa Bournemouth với West Ham diễn ra vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 12 tháng 8 trên sân vận động của đội chủ nhà Vitality. Mặc dù không có được phong độ tốt ở giai đoạn cuối mùa khi để thua 4 trận liên tiếp, thế nhưng Bournemouth vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng của mình. Trải qua 3 vòng đấu, họ có 11 chiến thắng, 6 trận hòa và để thua tới 21 trận đấu. Kết quả này giúp họ cán đích ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Điều khiến họ không có thành tích tốt là do hàng công chỉ có 37 lần lập công, cùng với đó là hàng thủ tệ hại đã để lọt lưới tới tận 71 lần. Trong chuỗi trận giao hữu hè qua, đội chủ sân Vitality chỉ có được 3 chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn như Southampton, Lorient và Hibernian, cùng với đó là 2 thất bại trước Maccabi Tel Aviv và Atalanta. Lịch thi đấu tử thần đó chính xác là những gì Bournemouth sẽ phải đối mặt ở 5 vòng đầu tại Premier League 2023-24. Ở ngay trận ra quân, họ sẽ đụng độ West Ham trên sân nhà. The Hammer chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, đặc biệt sau những gì họ đã trình diễn mùa trước. Sau đó, Bournemouth sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ mạnh như Liverpool, Tottenham, Brentford và Chelsea. Nếu như không nỗ lực hết khả năng, Bournemouth hoàn toàn có thể không thu nổi điểm số nào sau 5 vòng đầu tiên. Đây thực sự là khởi đầu ác mộng với The Cherries. Nhìn sang phía bên kia, West Ham cũng đã có mùa giải khó khăn không kém khi từng có lúc họ đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Với chuỗi trận cuối mùa ấn tượng, The Hammer cán đích ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và tạo khoảng cách với nhóm xuống hạng lên tới 6 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes gần như đóng cửa với thị trường chuyển nhượng. Họ tự tin với lực lượng và lối chơi ổn định đã giúp câu lạc bộ giành chức vô địch cúp C3 châu Âu mùa giải 2022-23 vừa qua. Thế nhưng, việc bán đi tiền vệ đội trưởng Declan Rice mà chưa thể đưa về một cái tên thay thế xứng tầm là điều mà người hâm mộ của họ lo lắng hơn bao giờ hết. Phong độ của West Ham đang khá ổn trước trận đấu với Leverkusen. Trong 5 trận giao hữu, họ bất bại 4 lần với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thế nhưng, trận thua tàn nát 0-4 trước đại diện của Đức đã bộc lộ ra nhiều vấn đề của đội bóng có biệt danh búa tạ. Nếu không thể bổ sung những cầu thủ chất lượng trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại, thì đây sẽ là một mùa bóng vô cùng khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên David Moyes. Trận đấu được nhà cái đánh giá là hòa kèo, anh em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào West Ham khi họ đang có giản nhân sự, chất lượng và phong độ nhỉnh hơn. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 2.5, khán giả khó có thể trông chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi hàng công của cả hai đội đều không có được phong độ cao trong khoảng thời gian gần đây. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Táo Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.